Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 4.9 trang 89, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm và một cạnh dài 4cm. Vậy ở đây cô sẽ thực hiện theo các bước sau. Bước 1 là các em sẽ vẽ cho cô một đoạn thẳng có độ dài bằng 6cm. Chúng ta sẽ vẽ lui lui xuống dưới để lát nữa chúng ta vẽ các cạnh của hình chữ nhật lên phía trên. Thì ở đây cô sẽ vẽ một đoạn thẳng có độ dài bằng 6cm trước. Đấy, chúng ta có thể tận dụng vỏ kẻ của chúng ta, đúng không? Trong bảng của chúng ta có những dòng kẻ thì chúng ta sẽ vẽ trên cái dòng kẻ đấy luôn. Đó, như vậy là đoạn thẳng của cô có độ dài là 6cm. Cô sẽ đặt đoạn thẳng này có tên là AB. Đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ vẽ cho cô một đường thẳng vuông góc với AB tại A. Đấy, một đường thẳng vuông góc với AB tại A. Thế thì cách vẽ là các em sẽ dùng thước Eke và chúng ta tận dụng cái góc 90 độ ở cái thước Eke này. Các em sẽ đặt sao cho một mép của thước trùng với cạnh AB này. Đó, và tại cái đỉnh góc 90 độ này nó sẽ trùng với cả đỉnh A. Đấy, trùng với cả điểm A ở đây. À, các em có thể quan sát cách cô đặt thước, đúng không ạ? Sau đó là vì các em có thể thấy này, trên này chúng ta có cái vạch số 0 ở đây, đúng không ạ? Nên là cô sẽ lùi thước xuống một chút để cho trùng với vạch số 0 luôn. Đó. Đấy. Khi đó các em vẫn phải đảm bảo cho cô là đoạn thẳng AB trùng với cái vạch số 0 ở đây, được chưa ạ? Đấy, và từ đây thì cô sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với AB lên. Đó. Và trên đường thẳng này cô sẽ đánh dấu vạch điểm mà chỉ đến số 4cm. Thì ở đây chúng ta để ý cho cô đã đặt thước như này là chỗ này sẽ là số 0, đúng không ạ? Vậy đây là 1cm, 2cm, 3cm và 4cm. Cô sẽ đánh dấu vào điểm này. Đó. Cô sẽ đặt ở đây là, rồi lát nữa cô sẽ đặt tên sau vậy. Và tương tự như vậy cô sẽ thực hiện đối với đỉnh B. Đó là cô sẽ dựng một đường thẳng từ đỉnh B vuông góc với cả đoạn AB. Thì tiếp tục tận dụng cái góc 90 độ ở đây, đúng không ạ? Đó, và chúng ta cũng đặt thước tương tự như vừa rồi. Đấy, sao cho vạch số 0 trùng với cả vạch AB này. Đấy, và từ đây thì các em sẽ kẻ lên một đường thẳng. Đấy, và trên đường thẳng này các em cũng đánh dấu tại điểm chỉ 4cm cho cô. Đó, thì đây chính là vạch 4cm, đúng không ạ? Đó, đến đây thì chúng ta chỉ cần làm là nối hai cái điểm mà chúng ta vừa đánh dấu vào với nhau. Đó, thì khi đấy cô sẽ đặt tên ở đây là C và đây là D. Thì khi đó chúng ta sẽ được hình chữ nhật ABCD có cạnh là một cạnh là 6cm và một cạnh là 4cm như hình vẽ của cô. Rồi, vậy là cô và các em vừa thực hiện xong lời giải cho bài tập 4.9 trang 89. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.